Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu tâm điểm vòng 8 V-League 2021. Cùng đang nằm trong top 3 đội bóng dẫn đầu giải đấu, cả hai đội đều muốn giành kết quả có lợi để củng cố tham vọng của mình ở mùa giải năm nay. Hãy cùng Nextsport điểm qua 5 thông tin đáng chú ý nhất trước cuộc đối đầu rất đáng được chờ đợi này. Một, cuộc chiến đỉnh bảng xếp hạng. Trước khi mùa giải này bắt đầu, không nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể nghĩ đến viễn cảnh SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai đối đầu nhau khi họ đang ở vị trí cao như vậy trên bảng xếp hạng. Nhưng với sự đầu tư mạnh mẽ trước thềm mùa giải, dàn cầu thủ chất lượng của cả hai bên được dẫn dắt bởi hai huấn luyện viên tên tuổi đang đi rất đúng hướng ở mùa giải năm nay. Với SHB Đà Nẵng, sau hai thất bại liên tiếp trước Topland Bình Định và Sông Lam Nghệ An, đội bóng Sông Hàn đã trở lại mạnh mẽ cũng bằng hai chiến thắng trước những đối thủ khó chơi là Thanh Hóa và Hà Nội. Phía bên kia chiến tuyến, kể từ sau thất bại trước Sài Gòn ở vòng đấu đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai đã mất bại 6 trận đấu liên tiếp để leo một mạch lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng V-League 2021. 2. Cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo hàng đầu Rafael Sơn, Văn Toàn. Chỉ cần nghe tên hai chân sút hàng đầu tại V-League ở thời điểm hiện tại, chúng ta cũng có thể hình dung sức nóng ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Với tiền đạo người Brazil, chân sút chủ lực của đội bóng Sương Hàn đang dẫn đầu thành tích ghi bàn tại V-League với việc có được 5 pha lập công. Trong khi đó, việc có được 4 bàn thắng và 3 kiến tạo đã giúp Văn Toàn được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1 và tháng 3 ở mùa giải năm nay. Chắc chắn, cuộc so tài giữa Rafael Sơn và Văn Toàn sẽ là điểm nhấn thú vị ở trận cầu tới đây giữa hai đội bóng. 3. Hoàng Anh Gia Lai mất 2 trụ cột trước đại chiến. Chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng được dự báo sẽ vô cùng khó khăn cho Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng phố núi sẽ không có được sự phục vụ của hai trụ cột là Xuân Trường và Kim Đông Xu, do hai cầu thủ này đã phải nhận thẻ vàng ở trận đấu với Hải Phòng. Đây sẽ là mất mát lớn với huấn luyện viên Kiatisak khi hai cái tên kể trên đã thi đấu đủ cả 7 trận đấu đầu tiên ở mùa giải năm nay. Nhiều khả năng Văn Việt và Việt Hưng sẽ là những cầu thủ xuất hiện ở đội hình chính thức trong chuyến làm khách của Hoàng Anh Gia Lai trước SHB Đà Nẵng sắp tới. 4. SHB Đà Nẵng chỉ thua Hoàng Anh Gia Lai một trận khi đặt sân nhà trong lịch sử V-League. Trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ tại đấu trường V-League, SHB Đà Nẵng luôn có thành tích rất tốt mỗi khi được tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Cụ thể, đội bóng Sông Hàn chỉ thua một trận, hòa 3 và thắng tới 14 trận trong 18 lần nắm lợi thế sân nhà. Chắc chắn, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức rất muốn dùng điểm tựa Hòa Xuân để giành điểm trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai được diễn ra vào ngày 8 tháng 4. 5. Hòa Xuân nhiều khả năng sẽ được phủ kín bởi 2 vạn khán giả. Sau chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội, người hâm mộ SHB Đà Nẵng đang tin tưởng vào một mùa giải tươi sáng của đội bóng Sông Hàn hơn bao giờ hết. Không những vậy, ở trận đấu tới đây, SHB Đà Nẵng sẽ còn được tiếp đón một đội bóng được mệnh danh là đội bóng quốc dân khác, đó là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để kéo khán giả tới phủ kín 2 vạn chỗ tại Hòa Xuân ở trận cầu tâm điểm vòng 8. Trên đây là 5 thông tin đáng chú ý nhất trước cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Còn các bạn chờ đợi điều gì ở trận cầu tâm điểm này? Hãy cùng để lại bình luận và hướng tới trận đấu giữa hai đội bóng được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2021.